Xin chào buổi sáng mọi người nha. Hôm nay là 14 tháng 9 á, vừa qua đêm Trung thu nè, tối mưa lắc rắc ha. Đây, sáng ngày đây, cây khế bữa hổm nè. Đây, khế dáng bay bay huyền huyền nè. Này, cái này ghép cũng 7 8 năm, cả chục năm rồi đó. Có trái nè, này là dòng khế lá quắn nha. Ghép một cái tược bên đó là dưỡng nó bay tới bên đây luôn nè. À, rất nhiều anh em hỏi cúc VIP này nở ra, bữa nay nó có nở rồi nè. Đấy. Nó hổm là nắng quá mình cũng sợ à. Đem vô nhà luôn nè, hổm nắng có hai cái bông kia rụng mất tiêu rồi. Đó, vô nhà nè ha. Nè, bông không đủ sức của nó, bông nhỏ xíu à. Cái bông chính đó thì nó rụng mất tiêu rồi. Còn cái bông nhỏ nè. Mà cũng bung ra được nè ha. Này. Đó, hoa nó đó. Vip vậy nè, nó nhiều cánh á. Cái này nó nhỏ không đủ sức gì hết á, mà nó bông cũng là rất là nhiều cánh luôn. Màu nó đậm á, mà nó đậm, nó nhiều cánh thì dễ thương lắm. Nó giống hình parabol nè. Đấy. Này còn hai cái bông của nó kế bên nữa nè. Nhìn thấy nó nhiều, kiểu nó rất là dày lớp luôn á. Cái bông cái hoa này hồi Tết á, hồi Tết mà khi mà cái nụ hoa nó già là cái bông này mình thấy nó búp nó nhiều dữ lắm, nó nhiều cánh dữ lắm á, nó rất là dày luôn á. Còn cái này tại vì mình cắt mình bấm đôm á để lấy bo ghép. À, cắt cái lấy bo ghép á, như cái nụ này nó có chưa có đủ sức lắm mà nó vẫn nở ra nè. Nó chưa có già nụ à. Nó chưa có già nụ. Thì mai mà muốn đúng ngày đúng giờ thì nó nở đẹp dữ lắm à. Đây là cúc VIP đây. Cúc VIP à. Đây, cái hoa này nó không có đẹp giống như lúc Tết à. Tết đẹp dữ lắm, Tết cánh nó dày, rất là dày luôn á. Nó đủ sức, rất là dày cánh. Còn cái này nó có nét à. Nó có nét là cũng gần gần giống thôi, chứ chưa có hoàn chỉnh nè. Mà thế này cũng rất là đẹp rồi. Rất là nhiều cánh luôn á. Đặc điểm của nó là cái lá nó bầu tròn á. Lá nó bầu tròn. Này, lá nó nè. Lá bầu tròn. Lá nó bầu vậy nè, đấy. Đây là một cây VIP nữa nè. Nó bầu tròn, cái lá non ra thì hơi ửng ửng đỏ đỏ nè. Lá non ra nè. VIP ha. VIP là viết tắt của cái chữ mà very important person ha. Very important person nghĩa là nhân vật nó quan trọng, mà cái từ VIP dùng để chỉ cho con người á chứ không có chỉ cho đồ vật được. Nhưng mà tại vì nó đẹp thì người ta không biết đặt tên gì, người ta đặt tên VIP ha. Thì đơn giản cái từ VIP là nói vậy thôi. Chứ VIP là không có dùng cho đồ vật ha, nó là dùng cho con người thôi.
Hoa nó đó. Đây. Số anh em thắc mắc như lúc trước mình thắc mắc không biết cái này đẹp như thế nào á. Thế nào mà vip cái xem xong cái ồ cũng thường thôi hay là ồ đẹp thiệt. Cũng có nhiều nhiều ý kiến khác nhau á. Ui giống như ngày mình may cúc rồng bay nó rất là đẹp á, mọi người xem á, ồ cũng thường thôi. Những người ồ đẹp quá. Cũng một cách mà nhiều người nhìn khác nhau, bao nhiêu tâm trạng khác nhau thì nhìn nó khác nhau à. Rồi đây là cúc vip mà đây, sẵn có cúc đọt xanh nè, xanh là xanh hoàn toàn luôn, nó nở rồi đây. À, ghi lại cho mọi người cùng xem luôn ha. Đây là cây cúc đọt xanh nè, đây là cây zin nè, cây trồng từ hạt lên nè. Đấy, từ hạt à, mấy chục năm rồi đó. Đọt xanh lè luôn ha, lá giống như lá mai dảo vậy, mai cúc mà lá giống như lá mai dảo vậy ha. Đây là cây nguyên thủy, cây trồng từ hạt lên. Đây, cái đợt vừa rồi mình có đi Bình Định mình mới lấy một cái được, có một cái lô cúc bi này về nè. Bi nè, cái này thì còn non mùa. Cái này là cái anh chủ này đó là ảnh nhờ chú sinh á, chú tiên sinh á, chủ nhân của giống mai cúc tiên sinh á. Đây. À, chú ghép cái này ra, cái này cũng được 2 mùa rồi, cũng sửa được một nước rồi ha. Cái này thì cây nó còn nhỏ. Đấy, giờ chúng ta uống sữa đâu tùy sở thích á, muốn uống dáng bay dáng đổ hay là dáng bay dáng đổ hay dáng long, uống kiểu nào cũng được, thân nó còn mềm nè. Đấy, giờ chúng ta tự sáng tác á. Với người ta sáng tác sẵn thì nó không có hay nha. Số anh em thích sáng tác đây. À, đây cho chắc trồng là hoàn toàn là cát đúng không ha. Có một số cây nó nổi củ lên luôn, có một số cây mình thử mình trút nó, cái bầu nó bị bể nè, cái chậu này vẫn chỉ cho bị bể mình trút ra. Như ở đây là người ta trộn là cát với lại đất á, rễ nó đang kín ở dưới luôn á. Đây, kín luôn thì cái rễ nó sẽ to lên ha. Đây, cách làm rất là hay nè, cát á, pha với đất phù sa nè, cái rễ nó kín nó dưới luôn, còn cái phần dưới cùng này là một lớp cát núi ha. Cái núi để cho nó rõ nước. Ở trên này là tủ sơ dừa để cho nó vì thời tiết qua đó rất là nóng á, cái không khí thời tiết qua đó nó nóng dữ lắm, ta tủ này để giữ ẩm. Vào Nam này nếu mà nó tốt chúng ta áp dụng ha, còn không tốt thì ở đây mình cũng trồng bằng cái sơ dừa với lại vỏ trấu, trộn thêm chút cát này nữa. Đây, đây là cái cây này ha, còn cái bên đây là cây được ghép ra nè, cũng là coi như cúc lai, à, cúc đọt xanh, có mấy cây chậu người ta trồng trong cái chậu bự chảng luôn, chậu 4 luôn á, cây có chút xíu mà trồng chậu bự thiệt là bự vậy, nó lớn nha, nó rõ nước tốt là nó lớn à, đây nó nở nè, à, đây là cây ghép à, ghép hoa nè, đây là hoa ngày hôm qua. Một chùm luôn nè, nó giữ trời đó, nở từ ngoài Bình Định nở vào tới hôm đây luôn ha. Thấy hoa nè, à, cánh cũng rõ ràng á. Cánh rõ ràng đây, chùm chùm luôn nè, thấy chưa, quá trời luôn nè. Nó nở thì mình xem chơi. Rồi, anh em thấy nở mà thấy nôn nao quá, nứt nở quá hả? Thì lật vỏ. Không mà hoa nở giờ nào chúng ta xem giờ đó thôi. Chúng ta coi như là này này là ngày Tết đi ha. Đây một cái chùm đó nè. Quá trí luôn nè. View cái chùm là quá trời luôn ha. Đây, cúc đây là cúc đọt xanh, một cái dòng mai 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 cung đình ha, mai đọt xanh nè. Đấy, vua chúa ngày xưa người ta đọt đỏ, người ta không có chơi đâu,
chai đọt xanh không à. Cái khu Đà Nẵng, Huế rồi đó, này, trở ra đó, vua chúa rồi. Người ta chỉ dùng cái dòng mai mà đọt nó ra nó xanh thế này thôi, chứ đọt đỏ người ta không có chuộng. Đấy. Hoa cánh thẳng đẹp lắm. Hoa chùm chùm nhé. Có nét như hoa đại lộc nha, nó có nét nha. Rồi đây là cái hàng này. Cúc ha, cúc xanh đang tiền nha, đang tìm là cái đọt xanh mà đang tìm là nó là cúc ha. Không thì mai Huế thông thường nó năm cánh nè, phải là một cây mai Huế trồng cạnh cây mai cúc ha. Cây mai cúc thì nó lai sao không biết, lai sao mà nó ra được cây cúc đọt xanh này. Trong trăm cây ngàn cây ương ra thì nó chỉ có được có một hai cây à, một hai cây là đọt xanh đó, đọt xanh mà không ăn giống cúc nữa. Đây, ở đây có mai hú tân nó nở nè. Đây, màu hoa nó đậm. Mình sẽ ngắt hú tân này, mình soi lại cái thằng đọt xanh bên kia. Đó. Cánh tròn, phơm hoa cánh tròn, màu đậm. Đây. À, hú tân à. Đây, hú tân này cũng nhiều cánh á. À. Mà hú tân thì mà sắc nó đậm hơn. Sắc đậm hơn. À. Hàng này này sắc nó tươi hơn. Hú tân rất là thơm á, cực kỳ thơm luôn á. Cái nhị nó nhiều nè, thơm là do cái nhị này ha, cái nhị vàng 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 á, vàng đậm á, rất là thơm luôn. Chùm chùm luôn nè, quá trời luôn nè. Cái hoa nè, cúc à, quá trời luôn. Đã chưa, nó chùm chùm như thế này nè, đặt kính luôn ha. Đó, cái dòng đọt xanh này. Đây, còn đây là những cái cây bi á, những cây cúc bi đây, cúc bi tiên sinh á, những cây được lấy giống từ vườn của chú sinh luôn. Đấy, sau 2 năm ghép đây. Đây thì những cái này đang trong giai đoạn lớn á. Lớn thì giờ mình nuôi cho nó lớn thêm. Đây, mấy cái chậu này rất là nặng luôn á. Người ta trồng đây nó nổi rễ lên này ha. Trồng bằng đất với cát nè. Rồi sau thời gian khoảng chừng 1 năm 2 năm sau cái củ nó mới nổi lên. Chứ những cái loại này cây nè rễ từ nhỏ á. Để từ nhỏ là chưa có được xử lý, chưa được xử lý. Đây, trong quá trình trồng thì rễ nó sẽ to lên, chứ không được uốn éo giống như mình làm đây nha. Ở đây trồng cây con nhỏ xíu là đã quấn rễ nó rồi, còn ở đây người ta trồng cho nó lâu năm cho nó nổi củ lên nè. Giống như kiểu này nè, nổi củ lên rồi ha. Đây, sau 2 năm trồng đây, giờ cây này gần như là cây nguyên thủy rồi ha. Nó liền cốt hết rồi, nó liền cốt một cái mạch nhựa từ dưới rễ nó đưa lên gốc, nó liền cốt hết rồi.
ha, đây là cây cúc bi nè, nở không lại lâu dữ lắm ạ. Hoa giống như hoa hồng nha, này, cúc bi cũng rất là đẹp nè. Đấy, nắng quá trời nắng nó không có bung ra được, hoa nó dày lớp dữ lắm. Đây nè, cái mà chuẩn bị nở á, nó có nét giống như đại lộc vậy á, hay là đại lộc giống nó không biết ha, không biết nào có trước. Theo lời của chú Sinh á, ở vườn chú có cây mai này nè, nó là nó khoảng 20 năm á, cái giống này đã có chừng khoảng 20 năm ở Bình Định rồi. Chú có một cây mai nguyên thủy á, nguyên thủy chú để trước nhà chú á. À, cây mai cúc bi á, khoảng 20 năm rồi. Đó là cây mai nguyên thủy á. Rồi từ cây đó rồi mới nhân ra, hay là chú nói chú nhân ra cái vườn của chú á. Còn đại lộc này thì nói chung là lúc trước đây á, trước đây thì ở Cần Thơ nè, là chỉ bán sau này thôi ha. Trước đây theo lời kể của một ông cha ở thành phố Hồ Chí Minh á, ở quận Bình Thạnh á, hay mình nhớ ở quận Bình Thạnh á, tại vì mình có gặp cha một lần, cha nhà thờ á, nó là năm 2000 á, năm 2000 là cha có mua được một cái cây á, mà đại lộc thì lúc đó là mua giá trị giá nó là hai cây vàng thời đó là nó rất rất là cao á, trị giá rất là lớn luôn á, giá của nó là 2 cây vàng. Rồi sau này nhờ nhà vườn dưỡng hay sao mất tiêu luôn. Thế là mãi đến năm 2014-15 nó mới rộ lên đại lộc á. Có là trước đó người ta cũng bán rồi, nhưng mà người ta chỉ bán là một cái dạng mai giảo, mai cúc gì thôi, mai giảo nhiều cánh, mai cúc nhiều cánh vậy thôi. Những năm đến năm 2015-16 là những cái năm mà mai giảo Thủ Đức lúc đó là chiếm lĩnh thị trường rồi. Đây, toàn bộ những chợ hoa là chỉ có giả Thủ Đức thôi. Đấy, cái năm đó trời lạnh đó, ở miền Tây trời lạnh đó, thì mà giả Thủ Đức lúc đó nên nó là thất thu đó, nó không có nở được. Ngay cả trong tiệc triển lãm đó, trong nguyên tao đà nó cũng không có nở được nhiều nữa. Những năm đó đi xem hoa đó, nó lẹt xẹt cái một vài hoa, cái cây như đi ngày mùng 1 Tết mà lẹt xẹt toàn là búp không à, tới ngày mùng 5, mùng 6 đó, nó mới nở rộ. Đấy, nó nghe là mới nó trời lạnh thì mai giảo Thủ Đức thì nó không có nở tốt được. Đấy thì cái có giống này nở quá trời nhiều đi. Cái một cái ông chú gần nhà vườn mình nè. Đây ông mới đi em thấy ông nè. Ông đi bán Tết ở Cần Thơ, bán ở bến Ninh Kiều á. Đấy thì nó không có được, cái thấy bên kế bên có một cây nở quá trời nở luôn. Ông mới nhân giống đem cái giống nó về á. Đem cái giống đại lộc này về, gặp mà đem về đây. Ghép sau khoảng 5 năm á, 5 năm là những cái cây này của mình à. Những cái cây này của mình là đã ghép thế hệ là lúc đó nè. Những cái đại lộc 5 năm á. Ở phía bên kia đó khoảng 100 cây đó ha. Đây. Thì nói chung là quan đâu không biết nào có trước á. Thằng nào có trước á. Thì mỗi một thằng này nè, mỗi những cái thằng này là lúc đó là chơi mai, phong trào chơi mai nó nói chung là chỉ chơi ngày Tết thôi. Ngày Tết thôi ha. Chứ không có quan trọng lắm, nên người ta làm chỉ đâu bán Tết thôi. Nhưng cái thằng Bi này ở chú Sinh, vườn chú Sinh á, là cái cây đó là có khoảng 20 năm rồi. Đại lộc thì cũng đã có khoảng là 20 năm về trước ha. Đây, năm vừa rồi, năm 2019 vừa rồi, Tết vừa rồi á, đây ở trong nguyên tao đàn có cây đại lộc lớn á, dáng nghiêng bay siêu hoành gì đó. Nói chung là dáng nằm ngang á, cây đó cũng rất là già ra, cũng mười mấy 20 năm rồi đó, rất là già. Cây đó thì xuất phát nhà vườn ở An Giang á, An Giang chủ nhân của nó là ở An Giang á. Đây mình có tra cái bảng mà chấm điểm hội thi á, chấm điểm hội thi thì chủ nhân của nó là ở An Giang. Đây là cúc bi nè, cúc bi cái giống mình mới đem Bình Định về, khoảng mình đem được khoảng 300 cây á, 300 cây về nè, đã sửa vào một nước rồi. Vậy chúng ta có thể sửa theo dáng chúng ta tùy thích ha. Thích cái dáng nào thì sửa dáng đó. Được cái hoa lúc mà nó nhú vàng nè, nhìn nó đã gì đâu. À, màu nó cũng đậm lắm. Rất là nhiều cánh luôn ha. Quá trời cánh luôn nè. Hôm nay mấy bữa trước nắng quá nó dợp, nó không có bung ra được nè. Cúc bi, đây là cây bi nhỏ,
Đây là cây bi lớn của mình, hôm mình cắt nở quá trời luôn nè, nở rực trời luôn ha. Đây, mỗi hoa mỗi nét, mỗi nét thằng nào cũng đẹp cả. Năm cánh nó cũng đẹp nữa, mà nhìn cái lá không cũng đẹp nữa ha. Đây, quan trọng là cái lúc mà cái sự khác biệt là lúc mà tâm trạng của cái người ngắm thôi. Ngắm ha, tại sao có những người ta sẵn bòn bỏ ra chục triệu, trăm triệu, thậm chí tiền tỷ á. Để vì người ta thấy thì người ta thích thôi. Đấy. Bi à. Nhìn cái này nó đã chưa? Nó thấy nó rối rối hay sao nhưng mà thấy nó đã. Cúc bi. Đấy. Hôm nay trời ui ui rồi, chuẩn bị chuyển mưa nữa hay sao ha. Tháng này chắc trời bão áp thấp vậy đây. Ui ui rồi. Đây, còn cái cây này là bữa hổm mà mình có thay chậu á nè. Bữa nay nó tức nó ra bông nè, đại lộc nè ha. Bông này là bông nhiều cánh á, cái nút nó tròn nè. Cái hoa ra nụ tròn nè. Đấy. Là biết chắc chắn là cái giống cái cây hoa này là nó sẽ nhiều cánh á, chúng ta sẽ yên tâm, ta sẽ là cắt ghép vào những cái cây mà có giá trị cao. Ừ. Mà những cái cây già mùa thì tỷ lệ nó đại lộc thì nó vẫn có 5 cánh không đó ha, thì tỷ lệ 5 cánh nó sẽ có, còn những cây già mùa tỷ lệ 5 cánh thì sẽ ít hơn khi chúng ta cắt ghép á. Chúng ta bỏ cái đọt non mà đây đi ha, cái nhựa sống chúng ta lựa mấy những cái mà nó già già phía bên trong này nè, đây, ghép thì nó chuẩn hơn. Giống như cái kiểu cây cúc phiếp hồi nãy đó, cúc phiếp đầu video á. Đây, bay cây cúc phiếp mọi người xem luôn nè. Cúc phiếp đầu video á. Này thì hồi Tết cái bông mà nó cái nút mà nó đặt chuẩn nó già đó. Mặc dù chuyển từ Bình Định về á, đi xe Honda luôn á chứ không phải đi xe máy đâu. Ủa đi xe khách đâu, đi xe Honda đi có 2 ngày trời mới về tới đây á. Nó nở ra cái bông nó bự dữ lắm, bự. Dày lớp á, còn cái này thì nó cái nút này nó còn non á, nó tức nó ra vậy thôi chứ nó chưa có đủ sức, chưa có ngày giờ á, nên cái hoa nó không có được đẹp bằng cái lúc hồi Tết nó đẹp dữ lắm. À, con số anh em là ui cũng thường thôi, có khỉ gì à, nhưng mà hồi Tết mình thấy là này nó không đẹp bằng hồi Tết á. Cái nào thì nó sao thì nói vậy thôi, nó rất là dày lớp luôn. Cái này thì chưa có đủ sức, nó chưa có bung ra nha, tại vì cái nút này nó còn non èo à, mình gấp mình cắt ha. Cắt thì lúc đó nó chưa có đủ sức, thì đủ sức thì chất lượng hoa nó không có như ý nha. Mà nhìn rất là đẹp á, dù chưa đủ sức mà cây nhìn thấy rất là đã luôn. Rồi cúc vip nha anh em, đây cúc vip nha. Để với nha anh em, các cô chú ở đây nhìn hoa cũng vui rồi. Có một số cô chú á, cô chú hay gọi điện cho mình á, là nhà của tao giờ chặt nứt rồi đấy, tao giờ tao đâu có trồng triết gì được, với lại tao cũng già cả rồi. Đây, mày sáng ngày mày ở ngoài vườn của mày có cây gì nở mày quay cho lên tao ngồi tao xem đỡ ghiền nha. Giờ ở nhà lẳng quẳng không biết làm gì. Con cháu đi làm hết trơn à. Đây cũng là một cái động lực để mình tiếp tục mỗi ngày mình làm video đó. Video này. Đấy, video không có chia, chủ yếu là mang lại niềm vui cho mọi người. Đây thì mình cũng cảm thấy vui rồi. Không cần có buôn bán gì trong đây hết ha. Đây, có mấy cô chú thường hay nói, tao lên mạng tao coi mấy thằng đó nó bán đồ, giết tao coi giết hết tao. Hết muốn coi luôn à. Đây. Đây, mỗi hoa mỗi nét à, là cúc vip đây.
đây được như là nhờ những là động viên á, động viên của các cô các chú á. Có những kiện một chú bị tai biến á, tai biến như là nằm chỉ mà bị liệt á, bị liệt nằm nằm mở tivi nè. Đấy tivi thì mình quay một cái đoạn video này ha. Một cái đoạn video này thì nói chung là khi mà quay một đoạn video nó dài 30 phút á thì mình tốn ít nhất á là phải là từ 2 tiếng tới 4 tiếng để hoàn thành nó, chứ không phải là cầm lên mà cứ quay không ha. Đấy, phải chỉnh sửa nhiều lắm, phải chỉnh sửa ba cái bấm dừng, rồi chỉnh sửa làm sao cho nó đẹp nhất ha, làm sao cho nó chống rung rồi đấy. Nhưng mà nhờ những lời động viên của các chú cô các chú á, mình làm thì cô chú yêu thích có niềm vui á, để niềm vui đấy, thì mình cũng coi như là làm việc có ích thôi, làm việc có ích, gọi là sống có ích. Mấy em học sinh thấy làm gì sống có ích cho xã hội á. Đây VIP đây, cái này mong mỏi à. Em đừng có la mình quá nha. Lúc trước nó cách đây khoảng 3-4 bữa nó có rồi đó mà nó rụng mất tiêu à. Đây là cái cũ của nó nè. Cái cũ đó là cái nút nó bự dữ lắm, bự hơn cái nút này nhiều luôn. Cái bóp này nè. Bự hơn cái này nhiều luôn á. Bự hơn cái này nhiều mà bữa đó trời nắng ha, xịt thuốc sâu sao không biết nữa. Nó rụng mất tiêu. Đây nè, cái cũ của nó nè. Nó ra thấy nhìn thấy xót xa luôn á. Ok, hôm nay ăn ngủ lại ha. Ăn ngủ lại, này để trong mát á, mà để trong mát có được mấy ngày đây. Đây là ngày thứ nhất á. Ngày đầu tiên nè. Ngày đầu tiên nè. Ngày đầu tiên. Nhìn hoa nhìn đã rồi, nhìn hoa không chán đâu á. Như mặc dù à, mình trồng hoa cái này, trồng mai cái này ở nhà trồng á, ở nhà trồng thì ngày nào hoa cũng nở á, ngày nào hoa cũng nở mà nhìn hoài nó không chán, mỗi hoa mỗi nét á. Nhưng mai dảo nè, có mai dảo nè, có mai cúc nè, nè có mai cúc và có cúc tân châu nè, cúc bi nè, cúc vip nè, cúc rồng bay nè, cúc đọt xanh nè, cúc lai nè, nó đa dạng á. Rồi mai dảo có dảo Thủ Đức nè, dảo Phú Tân nè, dạo Phú Yên nè, dạo cam nè, dạo đọt đỏ, dạo gai, dạo lai, dạo tân châu, tùm lum tà lơ hết trơn, quá trời. Nhưng mà gì ăn hoài một món nhìn thấy nó cũng ngán á. Con ta có thay đổi, có luân phiên nè. Đấy, thay đổi có luân phiên nè, cho cuộc sống nó thú vị hơn á. Quá trí luôn ha. Đây còn cái này, cây cúc rồng bay nè, bữa hổm thấy nó lá nó có si cà que quá ha. Mình lặt lá thay lá mới nè. Đấy, thay lá mới nè. Đây, đây hổm thay cái chậu á, thay bằng bỏ vô cái sơ dừa với vỏ trấu ha, dừa với vỏ trấu nè, đủ nước nè ha. Đây, cây xanh tốt à. Đây chắc 3 bữa nữa là có hoa xem nữa rồi đó. Đây 3 bữa nữa nè ha. À, rồng bay nè, rồng bay phượng múa vậy đây. Đây. Rồng bay phượng múa vậy đây không biết. Đây, nó ra đọt ha, búng đều hết trơn nè. Đây. Hoa nở giờ nào thì xem giờ đó thôi ha. Có một số anh vô nói mày tào lao, hoa gì mà nó nở về Tết thì còn bông hoa gì. Đấy. Thì mà mình mới nghĩ đơn giản vậy nè. Giờ là Tết, bây giờ là Tết rồi, giờ hoa nở giờ là Tết rồi, Tết thì tụi tôi đang vui. Còn anh chờ đi, anh chờ cái niềm vui để tới lúc Tết đi ha, cái ý là vậy ha. Đây có nghĩa là nó nở thì chúng ta cứ thưởng thức ở đây, cứ chiêm ngưỡng ở đây. Còn Tết ví dụ như không có này thì chúng ta đi kiếm cái khác thôi, kiếm cái khác thiếu chai gì đi ra ngoài đường mà chợ ta bán thiếu chai đó giờ. Đây quan trọng là chúng ta vui á, nó nở thì mai nở thì chúng ta vui, chứ không cần chúng ta phải đợi đến Tết thì mình ra nó nở á. Như là chúng ta như là làm nô lệ cho nó vậy đó, theo kiểu giống vậy ha. Nhưng kiểu như người ta hay nói là cái gì mà có tiền nhiều á, làm để có tiền nhiều,
mà có tiền nhiều là mục đích cho làm gì, để nó phục vụ cho chúng ta ha. Còn chúng ta làm mà có tối ngày lo kiếm tiền không à, là chúng ta như là chúng ta đang phục vụ cho cái đồng tiền á, làm nô lệ đồng tiền á. Đây khi làm nô lệ cho đồng tiền á. Còn cái này là chúng ta nếu mà chăm nó quá trời đi, nếu mà đang làm nô lệ cho cây mai này á. Đây có một cái sự hài hòa cân bằng á. Cây mai nó làm nô lệ với chúng ta chứ chúng ta đừng có để mà chúng ta làm nô lệ cho nó ha. Nó nở ra để chúng ta xem. Đấy. Cây này thì nó bị cái thân này nó bị mục mà nó kéo liền liền lại rồi ha. Đấy, cây này thì sức khỏe không được tốt lắm. Nhưng mà sau khi thay phân nè. Nên thay đi nha. Anh em không thay là nó chết queo hết trơn à. Mình có một chục mười mấy cây kìa. Không có tốt lành gì hết trơn nha. Tới nhiều khô hoài à. Đây, về miền Nam này là nên thay đi. Đấy. Đây, tình hình nè, cái cây sequoia này của mình nè. Đây, cái cây mai bự này nè, đây ra đọt non mới rồi ha. Đấy. Ra hãy xanh nguyên cây chưa. Đây, nó ra thì chả có sót xíu gì đâu nha. Đây, nhiều Tết không có, lấy Tết mà nó không có bông thì mua cây nhỏ nhỏ hoặc là lấy bông giả gắn vô cho nhiều á, cho sơm sơm á. Nở lúc nào vui lúc đó thôi. Đây, này nở quá trí luôn nè, Thủ Đức nè. Rồi nở một chùm này luôn, nhìn thấy đã kìa. Đó, Thủ Đức nè. Đó. Nhìn mai cúc hoài thấy chán ha. Giờ chuyển qua Thủ Đức nè, đấy, dòng dảo nè ha. Cánh thẳng rang thấy chưa? Cánh nó thẳng rang luôn. Chùm chùm luôn ha. Chứ có hai bông mà này nó đã gì đâu đã luôn. Thẳng rang luôn. Nay nở rộ à, hổm gai nở, hổm gai kêu mông nở hoài không chịu nở ra. Giống như kiểu hồi Tết vậy. Lúc mà ăn dư thừa quá trời á, còn lúc mà tiên kiếm đồ ăn ăn không ra, giờ đại lộc này nở nữa nè. Giờ phải chia và đều đều cho nó mới vui á. Còn gì mà cũng đợi chờ tới Tết không à. Lúc đó ăn uống nó dư giả quá rồi ha. Nó búp nè giống như thằng Bi hồi nãy nha. Cái thằng Bi hồi nãy nó cũng búp rụp giống vậy. Để lọc ha. Đấy. Đại lộc ha. Đây, nở lúc nào thì chúng ta xem lúc đó, anh ta vui lúc đó thôi. Đây, có cây vip bự này nở kìa. Vip bự ra. Đó. Quá trời luôn nè. Ha. Dày lớp hả cha. Hãy
hoa dày lớp ha, rất là dày luôn á đó. Đó. Cái này có thể là một cái dòng, nó là gần gần giống thôi ha. Không biết được cái này cái anh bán giống cho mình, anh nói là này là cây bi, chung thằng nào cũng bi, nào tròn tròn là kêu bi à. Mình thấy nó giống giống cũng giống giống vip nè, một vài năm nữa hé lá y hệt à, hoa to lắm. Sáng ngày mưa sớm à, cái thằng là cúc lai đọt xanh ha, cúc lai đọt xanh đây. Cái này thì nó dạng cúc lai thế ha, ngày hôm qua nè đọt nó vẫn có ửng ửng đỏ dày dày giống như dảo nhung vậy ha. Còn cái thằng mai đọt xanh nãy là đọt xanh hoàn toàn luôn, cái lá này bầu tròn, còn lá nãy là giống như lá mai dảo ha. Đây là mai Huế nè, Huế cũng đọt xanh lè mà năm cánh nè. Còn đây là Phú Tân nha, Phú Tân kế bên nè, hoa bự thiệt là bự luôn á, bự mà tròn nè đó. Đây thấy đã chưa, Phú Tân nè, phơm hoa nó tròn nè, này đạt tới là 6-7 phân luôn. Đây nở ngày hôm qua, đây ngày thứ hai của nó nè, thứ hai giữa trời nắng nè. Phú Tân dòng mai Huế à, đâm cũng thực không à. Đó, mai Huế à. Đây. Anh em biết mai Huế như thế nào không? Mai Huế thì đọt nó xanh. Vậy thôi. Đọt nó xanh lè, đọt xanh lè người ta nói là mai Huế mà hoa 5 cánh nha, hoa Huế hoa 12 cánh là không phải nha. Còn cái đọt đỏ là khác nữa nha. Đây, nhiều quá ha. Đây, nhiều quá. Còn Thủ Đức kìa, Thủ Đức này nở rộ luôn à. Đây, hổm là mình cắt đôm lại ha, cắt đôm lại để mà sửa dáng lại nè. Coi là nó ra như Tết vậy nè. Trời đất ơi, coi nó ra nè. Này là nguyên cây luôn á. Anh em hỏi nở gì Tết còn nữa không á? Vẫn còn. Đây, lấy cây đọt này làm cái đợt cây bọc bông mà Tết nè. Đây, tùy hồi Tết á, cắt đôm. Tết cắt đôm tuốt dưới á. Cái nó lên cái giờ nó tạo nụ nè, giờ tới đúng ngày đúng giờ là cắt đôm cái nữa là nó bung đó, chút chút ha. Này cây già đó, cây này cây hai mùa rồi, nó già, cái nụ hoa nó to, cắt cái này là mấy chục bông á, quá trời luôn, thấy chưa. Này giống Thủ Đức ha. Dạ, giống như người ta có 12 cây này á, mỗi tháng người ta nuôi, người ta lặt lá ăn cây. Thì chúng tôi thay vì người ta trưng, người ta cắm hoa, mua lan nè, mua hoa vậy người ta cắm á, người ta chơi sang nè, mua chúng ta trưng trong nhà là trưng hoa mai mới sang á. Như là mai nở quanh năm á. Đây cũng là một ý tưởng là mai nở quanh năm. Đó, khách hàng bạn bè vô nhà đó, ôi lúc này thằng này nhà nào nó cũng có mai nở rồi nha, ngày may mắn cả năm á đó. Đó, đó là một thú chơi à. Mê chơi lan thì nó thường rồi đấy, lan mà cái gì nó thường ai cũng chơi á, ai cũng chơi nó thường quá rồi. Thì chúng ta chơi mai đi, vào nhà chỉ có cần 12 cây mai thôi ha, 12 cây mai cho 12 giống mai đi, 12 giống mai, mà giống mai thì mỗi một tháng là cái này nó nếu mà nó nở chúng ta tính á là nó nở la á, thì có thể trong vòng một tuần hoặc là hai tuần á, nhưng mà từ khi mà nó bung lụa nè tới khi mà nó nở ra kéo dài gần cả tháng nè, từ khi lúc mà lặt lá bung lụa nè. Đây có 12 cây mai chưng ở trong nhà, chưng ở trong nhà lúc nào nó cũng may mắn á, bán cả năm luôn. Còn vườn của mình thì như là ngày nào hoa nó cũng nở ra, ngày nào hoa cũng nở. Đây là quay trực tiếp không á nha,